Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mẫu khăn choàng bằng len giống như thế này. Để bắt đầu, các bạn sẽ móc cho mình một dây móc xích dài 12 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, thứ hai, tiếp tục là mũi móc xích thứ ba, mũi thứ tư, mũi móc xích thứ năm, thứ sáu, tiếp tục là mũi thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, mũi thứ mười, mũi thứ 11 và sau cùng là mũi thứ 12. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong dây móc xích dài 12 mũi móc xích. Tiếp tục, các bạn sẽ bỏ cho mình trong móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta đâm kim vào trong móc thứ sáu, móc một mũi móc, một mũi dời. Sau khi móc xong mũi dời, các bạn sẽ móc lên cho mình 6 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Ở đây 6 mũi bính chúng ta sẽ tính là một mũi kép 3. Sau khi móc xong 6 mũi bính, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi kép 3. Nhưng các bạn chỉ xoay 2 vòng, 3 vòng chỉ đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ móc mũi kép 3 thứ nhất. Các bạn sẽ kéo kim 3 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Lúc này chúng ta sẽ còn một vòng chỉ nằm trên kim. Tiếp tục, các bạn sẽ móc cho mình mũi thứ hai tương tự như thế. Ở cái bông hoa này, chúng ta sẽ móc mũi kép 3. Sau khi đã móc xong 2 mũi kép 3, các bạn sẽ đâm kim móc vào cái chân móc thứ 6, chân móc ngoài cùng ở cái dây móc bên đây. Và chúng ta sẽ kéo chỉ qua. Như thế là chúng ta đã có được cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục, để bắt đầu móc cánh thứ hai, các bạn móc 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, tiếp tục mũi thứ ba, thứ tư, mũi thứ năm, thứ sáu, mũi thứ bảy và sau cùng là mũi bính thứ tám. Tương tự như cánh hoa đầu tiên, các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu vào đây. Chúng ta sẽ xoay chỉ vào kim và móc mũi kép 3 thứ nhất, nhưng chỉ có kéo 3 vòng chỉ đầu tiên. Mũi thứ nhất tiếp tục là mũi kép 3 thứ hai. Kế đến là mũi thứ ba. Sau cùng là mũi kép 3 thứ tư. Chúng ta cũng móc tương tự như 3 mũi kép 3 vừa nãy. Lúc này chúng ta sẽ có tất cả là 5 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn sẽ xoay chỉ vào kim và kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cánh hoa thứ hai. Tương tự cánh hoa thứ ba, các bạn cũng sẽ lặp lại giống như thế. Đầu tiên là 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba. Tiếp tục là mũi bính thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy, sau cùng là mũi thứ tám. Sau đó các bạn cũng sẽ móc vào cái nhị hoa bên dưới 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Chúng ta móc mũi kép 3 đầu tiên.
tục là mũi thứ hai. Kế đến là mũi kép ba thứ ba. Và sau cùng là mũi thứ tư. Chúng ta cũng móc tương tự như ba mũi vừa móc. Lúc này chúng ta sẽ có 5 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn sẽ xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được 3 cánh hoa của bông hoa đầu tiên. Tiếp tục các bạn sẽ móc tiếp cho mình cái bông hoa thứ hai. Đầu tiên là 20 mũi bính. Mũi thứ nhất, tiếp tục mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, kế đến là mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi thứ chín, mũi thứ mười, mũi thứ mười một, mười hai, mũi bánh thứ mười ba, 14, 15, tiếp tục là mũi thứ 16, mũi thứ 17, 18, 19 và sau cùng là mũi thứ 20. Như thế là chúng ta đã vừa có được 20 mũi móc xích. Sau đó các bạn cũng sẽ bỏ cho mình chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ 6, móc 1 mũi dời. Cũng tương tự như bông hoa đầu tiên, sau khi móc xong mũi dời, các bạn móc lên 6 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, tiếp tục là mũi bính thứ ba, mũi thứ tư, thứ năm và sau cùng là mũi thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi bính, ở đây 6 mũi bính chúng ta sẽ tính như là một mũi kép ba. Tiếp tục các bạn móc tiếp 2 mũi kép ba xuống phía dưới cái vòng tròn này. Và chúng ta cũng chỉ xoay 3 vòng chỉ đầu tiên cho mình. Mũi thứ nhất, tiếp tục các bạn móc tiếp mũi thứ hai cũng tương tự như thế. Sau khi đã móc xong 2 mũi kép 3, chúng ta sẽ bỏ cho mình chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ sáu. Các bạn sẽ để cái bông hoa kế bên nằm ở bên trên cái sợi dây móc của mình. Và chúng ta sẽ kéo kim qua hết 4 vòng chỉ nằm trên kim. Như thế là chúng ta đã có được cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục chúng ta móc lên 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, mũi bính thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy và sau cùng là mũi bính thứ tám. Kế đến chúng ta cũng sẽ đâm kim móc xuống phía cái nhị hoa bên dưới và móc 4 mũi kép ba chụm lại một đầu cho mình. Chúng ta sẽ móc mũi kép ba đầu tiên. Tiếp tục là mũi kép ba thứ hai. Kế đến sẽ là mũi kép 3 thứ 3. Sau cùng là mũi kép 3 thứ 4. Sau khi đã móc xong mũi kép 3 thứ 4, các bạn sẽ xoay chỉ vào kim và kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cánh hoa thứ hai. Tiếp tục chúng ta móc lên 8 mũi bính. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, tiếp tục mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi bính thứ sáu, mũi thứ bảy và sau cùng là mũi bính thứ tám. Sau khi móc xong 8 mũi bính,
chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào bên dưới, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Chúng ta sẽ móc mũi kép 3 đầu tiên. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Kế đến là mũi kép 3 thứ 3. Và sau cùng là mũi kép 3 thứ 4. Sau khi đã móc xong mũi kép 3 thứ 4, các bạn sẽ xoay chỉ vào kim, kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái bông hoa thứ 2. Từ cái bông hoa thứ 3 trở đi, các bạn sẽ móc giống cái bông hoa thứ 2 cho mình. Chúng ta sẽ lặp lại cách móc tương tự như thế. Để bắt đầu, các bạn sẽ móc lên cho mình 20 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, tiếp tục mũi thứ hai, mũi móc xích thứ ba, mũi móc xích thứ tư, kế đến là mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi móc xích thứ chín, mũi thứ mười, mũi thứ mười một, mũi thứ mười hai, mũi móc xích thứ 13, 14, 15, 16, 17, mũi thứ 18, mũi thứ 19 và sau cùng là mũi thứ 20. Sau khi móc xong 20 mũi móc xích, các bạn cũng sẽ bỏ cho mình chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Chúng ta sẽ móc vào chân móc thứ sáu một mũi dời. Kế đến, chúng ta móc lên 6 mũi bính, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, tiếp tục mũi thứ tư, mũi thứ năm, sau cùng là mũi bính thứ sáu. Sau đó các bạn cũng sẽ đâm kim móc vào cái vòng tròn bên dưới, móc 2 mũi kép 3 nhưng chỉ xoay 3 vòng chỉ đầu tiên. Chúng ta sẽ móc mũi kép 3 thứ nhất. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Sau khi móc xong 2 mũi kép 3, các bạn bỏ cho mình trong móc thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ 6. Các bạn sẽ để cái dây hoa vào bên trên cái sợi chỉ của mình. Chúng ta sẽ xoay chỉ kéo kim qua hết 4 vòng chỉ. Như thế là chúng ta có được cánh hoa đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta móc lên 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi bính thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, sau cùng là mũi thứ 8. Sau đó, chúng ta cũng sẽ đâm kim xuống phía dưới này, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Các bạn móc mũi kép 3 thứ nhất. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Kế đến là mũi kép 3 thứ 3. Và sau cùng là mũi kép 3 thứ 4. Sau đó, chúng ta sẽ xoay chỉ vào kim và kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cánh hoa thứ 2. Tiếp tục là 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ 2, mũi thứ 3. Kế đến là mũi bính thứ 4. Mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7
và sau cùng là mũi bính thứ 8. Sau khi móc xong 8 mũi bính, các bạn cũng sẽ móc vào cái vòng tròn bên dưới 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu để tạo thành cánh hoa thứ 3. Chúng ta sẽ móc mũi kép 3 đầu tiên. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Kế đến là mũi kép 3 thứ 3. Và sau cùng là mũi kép 3 thứ 4. Lúc này chúng ta sẽ có 5 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được bông hoa thứ 3. Tương tự, các bạn sẽ móc cho mình tất cả là 30 bông hoa giống như thế này. Chúng ta sẽ lặp lại cách móc của bông hoa thứ 2 lần lượt cho đến hết cái bông hoa cuối cùng, bông hoa thứ 30. Và đây là cái dây móc với 30 bông hoa chúng ta đã vừa móc xong. Sau khi đã móc xong cái bông hoa cuối cùng, bông hoa thứ 30, giống như thế này, chúng ta sẽ móc hoàn thiện mỗi bông hoa. Để bắt đầu, các bạn sẽ móc lên cho mình 8 mũi móc xích. Mũi thứ nhất, tiếp tục là mũi thứ 2, kế đến là mũi thứ 3, mũi móc xích thứ 4, mũi thứ 5, mũi móc xích thứ 6, mũi thứ 7, sau cùng là mũi thứ 8. Sau khi móc xong 8 mũi móc xích, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào cái nhị hoa bên dưới, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu để tạo thành một cánh hoa. Các bạn móc cho mình mũi kép 3 đầu tiên. Tiếp tục là mũi thứ 2. Kế đến là mũi thứ 3. Sau cùng là mũi kép 3 thứ 4. Sau khi đã móc xong mũi thứ 4, các bạn sẽ xoay chỉ vào kim, kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cánh hoa thứ 4. Tiếp tục là 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4, tiếp tục mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7 và sau cùng là mũi thứ 8. Tương tự, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc xuống phía dưới này, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Chúng ta sẽ móc mũi kép 3 đầu tiên. Các bạn chỉ xoay 3 vòng chỉ đầu tiên cho mình. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Cũng tương tự như mũi đầu tiên. Kế đến là mũi thứ 3. Sau cùng là mũi kép 3 thứ 4, cũng tương tự như 3 mũi chúng ta vừa móc. Tiếp tục, các bạn xoay chỉ và kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cảnh thứ 5. Tiếp tục là cảnh thứ 6. Cảnh thứ 6 cũng tương tự như thế. Đầu tiên là 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7 và sau cùng là mũi thứ 8. Sau khi móc xong 8 mũi bính, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc xuống phía dưới này, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Mũi thứ nhất,
Tiếp tục là mũi thứ hai. Kế đến là mũi thứ ba. Sau cùng là mũi kép ba thứ tư. Lúc này chúng ta sẽ có 5 vòng chỉ nằm trên kim. Các bạn xoay chỉ kéo kim qua hết. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong cánh hoa cuối cùng, cánh hoa thứ 6. Sau khi móc xong cánh thứ 6, các bạn móc tiếp 4 mũi bính. Mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4. Sau đó, các bạn sẽ đâm kim móc vào giữa cái dây móc kế bên. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ 4. Các bạn bỏ chân móc thứ nhất, thứ 2, thứ 3. Chúng ta móc vào chân móc thứ 4, 1 mũi dời. Như thế là chúng ta đã vừa có được một bông hoa hoàn chỉnh với 6 cánh hoa giống như thế này. Tiếp tục là 4 mũi bính, mũi thứ nhất, thứ 2, thứ 3, mũi thứ 4. Sau khi móc xong 4 mũi bính, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào cái nhị hoa kế bên. Các bạn móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu cho mình. Mũi kép 3 thứ nhất. Tiếp tục là mũi thứ 2. Kế đến là mũi thứ 3. Và sau cùng là mũi thứ 4. Sau khi đã móc xong 4 mũi kép 3, chúng ta sẽ xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Như thế là chúng ta có được cánh hoa thứ 4, tiếp tục là 8 mũi bính, mũi thứ 2, thứ 3, mũi thứ 4, thứ 5, thứ 6, mũi thứ 7, sau cùng là mũi thứ 8. Tiếp tục, chúng ta cũng đâm kim móc xuống cái nhị hoa bên dưới, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu, mũi thứ nhất. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Kế đến là mũi thứ 3. Sau cùng là mũi thứ 4. Sau khi đã móc xong mũi kép 3 thứ 4, chúng ta cũng sẽ xoay chỉ kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã có được cánh thứ 5. Tiếp tục là 8 mũi bính, mũi thứ nhất, thứ 2, thứ 3, mũi thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, sau cùng là mũi thứ 8. Sau khi móc xong 8 mũi bính, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc xuống cái nhị hoa bên dưới, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Mũi thứ nhất. Tiếp tục là mũi thứ hai. Kế đến là mũi kép ba thứ ba. Và sau cùng là mũi thứ tư. Sau khi đã móc xong mũi thứ tư, chúng ta cũng sẽ xoay chỉ kéo kim qua hết 5 vòng chỉ cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được cánh hoa thứ 6, kế đến là 4 mũi bính, mũi thứ nhất, thứ 2, thứ 3, mũi thứ 4. Và các bạn sẽ đâm kim móc vào cái dây móc ở kế bên. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào chân móc thứ 4. Các bạn bỏ chân móc thứ nhất, thứ 2, thứ 3, thứ 4. Chúng ta móc vào chân móc thứ tư một mũi dời. Như thế là chúng ta đã có được cái bông hoa thứ hai hoàn chỉnh. Tiếp tục từ cái bông hoa thứ ba trở đi, các bạn cũng sẽ lặp lại cách móc cái bông hoa thứ hai cho mình. Để bắt đầu, chúng ta sẽ móc lên 4 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, sau cùng là mũi bính thứ tư. Sau khi móc xong 4 mũi bính,
chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào cái nhị hoa ở bên kế bên. Các bạn móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Chúng ta móc mũi kép 3 đầu tiên. Tiếp tục là mũi thứ 2. Kế đến là mũi thứ 3. Sau cùng là mũi thứ 4. Sau khi móc xong 4 mũi kép 3, chúng ta xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Như thế là chúng ta có được cánh thứ 4. Tiếp tục là 8 mũi bính. Mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, mũi bính thứ 6, thứ 7, thứ 8. Tương tự, chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào cái nhị hoa bên dưới, móc 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Mũi thứ nhất. Tiếp tục là mũi thứ 2. Kế đến là mũi thứ 3. Sau cùng là mũi thứ 4. Sau khi đã móc xong mũi kép 3 thứ 4, chúng ta xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được cánh hoa thứ 5. Tiếp tục là 8 mũi bính. Mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và mũi bính thứ 8. Tiếp tục chúng ta cũng móc vào cái nhị hoa bên dưới này 4 mũi kép 3 chụm lại một đầu. Mũi thứ nhất. Tiếp tục là mũi kép 3 thứ 2. Kế đến là mũi thứ 3. Sau cùng là mũi thứ 4. Sau khi đã móc xong mũi kép 3 thứ 4, chúng ta xoay chỉ kéo kim qua hết cho mình. Như thế là chúng ta đã vừa có được cánh hoa thứ 6, cánh hoa cuối cùng. Các bạn móc tiếp cho mình 4 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4. Sau đó chúng ta cũng sẽ đâm kim móc vào cái dây móc ở giữa hai cánh hoa kế bên. Các bạn sẽ bỏ cho mình chân móc thứ nhất, thứ 2, thứ 3. Chúng ta móc vào chân móc thứ 4 một mũi dời. Như thế là chúng ta đã có được cái bông hoa thứ 3 giống như thế này. Tương tự ở các cái bông hoa tiếp theo, các bạn cũng sẽ lặp lại cách móc của cái bông hoa thứ 2 lần lượt. Chúng ta sẽ móc cho đến hết cái bông hoa cuối cùng, bông hoa thứ 30. Sau khi đã móc xong cánh hoa cuối cùng của bông hoa cuối cùng, bông hoa thứ 30, các bạn cũng sẽ móc lên cho mình 8 mũi bính. Mũi thứ nhất, mũi thứ 2, mũi thứ 3, mũi thứ 4, mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7, sau cùng là mũi bính thứ 8. Sau khi đã móc xong 8 mũi bính, chúng ta đâm kim móc vào cái cánh hoa kế bên này, móc vào đây một mũi dời để tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong bông hoa cuối cùng, bông hoa thứ 30. Đây là cái dây móc với 30 bông hoa mà chúng ta đã vừa móc. Các bạn sẽ móc cho mình hai cái dây móc giống y như thế. Ở mỗi dây móc là 30 bông hoa cho mình. Sau khi đã móc xong hai cái dây móc với chiều dài của mỗi dây là 30 bông hoa, chúng ta sẽ bắt đầu kết hai cái sợi dây lại với nhau để tạo thành một cái khăn. Đầu tiên, các bạn sẽ móc vào
một cái dây móc bên này cho mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đâm kim móc vào đây, móc lên 10 mũi bính. Các bạn sẽ móc cho mình mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Sau khi đã móc xong 10 mũi móc xích, chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái dây móc kế bên, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục là 10 mũi bính, mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mũi thứ bảy, tám, chín, mười. Sau đó các bạn đâm kim móc vào cái bông hoa kế bên, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục cũng là 10 mũi bính, mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mũi thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Tiếp tục là một mũi móc đơn vào cái dây kế bên. Như thế là chúng ta đã vừa móc nối được hai cái bông hoa giống như thế này. Tiếp tục từ cái bông hoa thứ ba trở đi, chúng ta cũng sẽ lặp lại như thế. Đầu tiên là 10 mũi bính, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, sau cùng là mũi thứ mười. Các bạn cũng sẽ đâm kim móc vào cái bông hoa kế bên, móc vào đây một mũi móc đơn. Tiếp tục là 10 mũi bính, mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mũi thứ tám, thứ chín, thứ mười và một mũi móc đơn vào cái dây kế bên. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái bông hoa thứ ba. Tương tự các bạn sẽ móc giống y như thế cho đến cái bông hoa cuối cùng. Sau khi đã móc xong 10 mũi bính của bông hoa cuối cùng, các bạn cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái dây hoa đầu tiên giống như thế này. Sau khi đã móc xong cái bông hoa cuối cùng, chúng ta sẽ bắt đầu nối hai cái dây hoa lại với nhau. Đầu tiên các bạn móc lên 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó các bạn quay ngược cái dây móc của mình lại. Chúng ta sẽ đâm kim móc vào cái dây kế bên. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Sau khi đã móc xong mũi móc đơn vào cái dây móc ở trên, chúng ta móc tiếp 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Và các bạn sẽ móc xuống cái dây móc bên dưới một mũi móc đơn vào đây. Tiếp tục là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và một mũi móc đơn vào cái dây móc ở trên. Chúng ta móc vào đây một mũi móc đơn. Các bạn sẽ lặp lại giống y như thế. Như thế là chúng ta đã vừa có nối được hai cái bông hoa đầu tiên. Tiếp tục ở các bông hoa tiếp theo, chúng ta sẽ móc giống như thế. Đầu tiên là 5 mũi bính. Mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó là một mũi móc đơn xuống phía dưới. Chúng ta sẽ móc xuống phía dưới này một mũi móc đơn. Tiếp tục là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó là một mũi móc đơn vào cái dây móc ở bên trên. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào đây.
tiếp tục là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và một mũi móc đơn xuống phía dưới này. Kế đến là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và một mũi móc đơn vào cái dây móc bên trên. Như thế là chúng ta đã vừa nối được 4 cái bông hoa của 2 cái sợi dây lại với nhau. Tương tự ở các bông hoa tiếp theo, các bạn cũng sẽ móc giống y như thế cho mình. Đầu tiên là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó là một mũi móc đơn xuống phía dưới này. Tiếp tục là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau đó là một mũi móc đơn vào bên trên. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào cái dây móc ở bên trên. Tiếp tục là 5 mũi bính. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Sau cùng, sau đó là một mũi móc đơn xuống bên dưới. Như thế là chúng ta đã vừa móc được, nối được 6 cái bông hoa của 2 dây móc lại với nhau. Tương tự, các bạn sẽ lặp lại giống y như thế ở các cái bông hoa tiếp theo. Ở các cái bông hoa tiếp theo, đầu tiên chúng ta cũng sẽ móc lên 5 mũi bính. Sau khi đã móc xong 5 mũi bính, các bạn sẽ đâm kim móc vào bên trên. Chúng ta sẽ móc vào cái dây móc ở trên này một mũi móc đơn. Sau khi móc xong mũi móc đơn, chúng ta móc tiếp 5 mũi bính và kế đến là một mũi móc đơn vào dây móc bên dưới. Sau khi móc xong dây móc bên dưới, chúng ta móc tiếp 5 mũi bính, một mũi móc đơn vào bên trên, kế đến là 5 mũi bính và một mũi móc đơn xuống phía dưới. Các bạn sẽ lặp lại giống y như thế cho đến hết, tức là chúng ta sẽ móc dây móc bên trên xong và tiếp tục đến bên dưới. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong, nối xong 2 cái bông hoa cuối cùng của 2 cái dây móc lại với nhau. Như thế là chúng ta đã có được một cái khăn giống như thế này rồi. Sau khi đã nối 2 cái dây hoa lại để tạo thành một cái khăn hoàn chỉnh, các bạn sẽ tiếp tục làm cái tua đua ở 2 đầu khăn cho mình. Để bắt đầu làm cái dây tua đua, đầu tiên chúng ta sẽ cắt 2 sợi chỉ có chiều dài là 30 cm. Sau đó chúng ta chập đôi 2 cái sợi chỉ lại với nhau. Tiếp tục, các bạn sẽ dùng kim móc đâm từ trên xuống dưới và kéo chỉ qua. Sau đó các bạn luồn cái chỉ vào cái đầu dây mà chúng ta đã vừa kéo qua lúc nãy. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái sợi dây tua đua đầu tiên. Tiếp tục ở các cái sợi dây tua đua tiếp theo, các bạn cũng sẽ làm giống y như thế cho mình. Chúng ta cũng chập đôi 2 sợi chỉ lại, sau đó đâm kim móc từ trên xuống dưới và kéo chỉ qua. Như
Như thế là chúng ta đã có được cái sợi dây tua đua thứ hai. Tương tự các cái sợi dây tua đua còn lại, các bạn cũng sẽ làm giống y như thế. Như thế là chúng ta đã vừa có được cái đầu khăn hoàn chỉnh. Tiếp tục ở các cái đầu khăn kia, các bạn cũng sẽ làm giống y như thế cho mình. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất